Trời, nhìn da rất mềm. Da đà điểu thì quý khách biết rồi, rất là mềm và cũng rất là bền. Kỳ Lăng làm toàn bộ từ bên trong ra bên ngoài đều là da đà điểu hết. Đặc biệt điểm nhấn ngay chỗ đây là da cá sấu nè. Da cá sấu. Và ở trong là da đà điểu thì ở trên là da cá sấu và phía trước là logo. Biểu trưng logo này là logo Vương Miện. Logo Kỳ Lăng Luxury, logo Vương Miện. Logo biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và quyền lực. Đúc bằng vàng 18, bằng y đúc ra, ao 750. Và ba viên kim cương thiên nhiên, rất đẹp. Sắp tới á, Kỳ Lăng sẽ làm một miếng vàng ép nẹp bên đây nữa nè, một bên thôi thì sẽ rất là nổi luôn, mà hiện tại Kỳ Lăng đang hoàn thiện thôi. Thì nhưng mà khi mà áp cái vàng vô thì giá thành sẽ tăng lên, nên hiện tại như thế này đã là quá đẹp, quá xuất sắc rồi.